Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 5 căn nhà xây mới tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với 5 căn nhà này đã có 5 cuốn sổ đỏ khác nhau và với hai hướng nhà là hướng Đông Bắc và hướng Đông Nam. Ở đây thì toàn bộ hiện tại với cái 5 căn nhà này rất là thoáng và với giá chào bán chỉ từ 1 tỷ 830 triệu đồng thôi. Và ngõ thì là đường ngõ thông, ô tô có thể đỗ ở trước cửa. Ngói sẽ quay căn lô góc để gửi tới cho quý vị nhé. Mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Với cái ngôi nhà này, ô tô đỗ cửa cách với lại trục chính, đúng hai nhà là ra tới trục chính. Và với cái thiết kế của cái ngôi nhà này rất chi là hợp lý. Căn nhà lô góc hướng nhà là hướng Đông Nam. Thiết kế của ngôi nhà theo kiểu phong cách hiện đại mới nhất. 5 cuốn sổ đỏ chuẩn chỉnh, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Và với cái vị trí ngôi nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông hoặc là Chương Mỹ. Cụ thể vị trí của nó thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và với cái thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Anh vào khám phá ngôi nhà. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế là cửa cuốn điện. Và với căn nhà lô góc hai mặt thoáng, diện tích của ngôi nhà này là 37m2. Sổ đỏ đầy đủ nhá quý vị. Và giá bán của ngôi nhà này là 2 tỷ 480 triệu đồng. Căn bên cạnh này vẫn còn thì là giá 2 tỷ 380 triệu đồng thưa quý vị. Còn cái căn nhà này thì giá nó là lô góc, diện tích nó lớn hơn cho nên cái giá của nó cao hơn. Còn đâu thì cái 3 căn bên trong là giá 1 tỷ 830 triệu đồng thì Ngọc Anh sẽ quay video ở video khác cho quý vị nhá. Còn mời quý vị theo em vào tầng 1 của ngôi nhà. Với tầng 1 ngôi nhà đây, Ngọc Anh đang đứng là phần phòng khách. Cửa thông thoáng này mọi người ạ, cửa ngách ở phía bên cạnh này. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Đây là cái phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Từ cái căn nhà này gần với lại trục đường quốc lộ 6, cách với trục đường quốc lộ 6 khoảng tầm 500m thôi, gần với lại Hồ An Thắng Biên Giang. Và với cái căn nhà này ấy, thì cơ bản là 100% xây mới hết cho quý vị nhé. Đấy, không gian phòng bếp thiết kế hoàn toàn đây, rất là hiện đại. Tủ bếp thiết kế tủ ở đây là tủ gỗ MDF chống cong vênh. Mặt bếp thì ốp đá granite và phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Chậu rửa vòi rửa inox 304. Ở đây sử dụng nước là nước sạch sông Đà và điện lực EVN Hà Nội. Hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn nha quý vị. Căn nhà này ô tô gần như là đỗ được trước cửa cho quý vị nhé. Đấy, tầng 1 của ngôi nhà thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh đáp ứng cái công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 thôi. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp toàn bộ là đá granite. Và phần ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách ở đây có lắp cho quý vị một cái vách lam CNC nữa. Rất là hợp lý nha mọi người. Đó. Căn nhà này hướng nhà là hướng Đông Nam, vô cùng thoáng. Mời quý vị theo chân Ngọc Anh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và với phần tầng 2 của ngôi nhà thì ở đây quý vị ạ, bởi vì nó là lô góc cho nên được đây mở cửa sổ ra bên ngoài rất là thoáng ở phần hành lang đi vào. Và với trên phía tầng 2 thiết kế cho quý vị một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Đây là phần thực tế phòng ngủ đây. Tất cả các phòng đều thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Đó, cửa sổ hai bên thông thoáng. Sàn gỗ công nghiệp. Đây, cửa ngách mở được ra đây mọi người ạ. Ban công mở thực tế. Tiếp theo, phòng vệ sinh sử dụng cho phòng ngủ ở phía tầng 2 đây. Rất là rộng. Với cái phòng vệ sinh này, quý vị có thể lắp cabin tắm thoải mái nhá. Đấy, đầy đủ hệ thống sen cây tắm này, bồn cầu liền khối, lavabo, bàn đá. Đó. Theo như hiện trạng của ngôi nhà này thì quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ cho quý vị. Đấy. Cách âm cũng như là cái thẩm mỹ rất là đẹp. Với căn nhà này, thiết kế chủ nhà thiết kế rất là chỉn chu và chu đáo quý vị ạ. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Hành lang đi vào trong không gian phòng vô cùng là rộng. Phòng ngủ thì rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Với cái căn nhà này hướng Đông Nam rất là mát ở mùa hè và ấm vào mùa đông quý vị nhá. Đó.
cửa sổ thông thoáng, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Vị trí đi lại thì từ cái ngôi nhà này gần với lại bến xe Yên Nghĩa, cách với lại trục đường quốc lộ 6 500m như Hoàng đã chia sẻ rồi. Và sắp tới đây thì trục đường quốc lộ 6 mở rộng ra 4 làn đường thì cái vị trí này đi lại cực kỳ là thuận tiện. Phòng vệ sinh sử dụng ở tầng 3 đây quý vị ạ. Đấy. Ở trên cái tầng 3 thì chỉ thay thế cái bộ sen cây tắm thành bộ sen tắm thường ở đây thôi. Còn tất cả thiết kế mọi cái đều tương tự như ở tầng 2. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 của anh đang review rất là cụ thể và chi tiết rồi. Thì phần còn lại tầng 4 của ngôi nhà, mời quý vị theo chân của anh lên khám phá nốt tầng 4 của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế lô góc như thế nào nhá. Và với công năng sử dụng ở phía tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị ở đây một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Ở đây với lô góc cho nên là tất cả các hành lang đều có cửa sổ. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà quý vị nhá. Đó, tiếp theo chủ nhà thiết kế thêm cho quý vị một phòng riêng nữa. Phòng này thì quý vị có thể làm phòng ngủ, phòng làm việc, phòng cái này tùy công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Tuy nhiên như vậy với cái căn nhà này thiết kế được 3 phòng ngủ riêng. Phần còn lại là phần sân phơi. Rất là thoáng. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây. Xung quanh dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện và quan trọng nhất, tất cả những cái căn nhà Ngọc Ánh quay và review cho quý vị 100% sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn theo đúng như hiện trạng Ngọc Ánh quay từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của quý vị. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé, 0983013403 hoặc 0888041414. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.